đi ra từ cái tim đó. Như vậy cái tim của tiểu mạch học thì tim giống như một cái hệ thống bơm máu, vừa hút vừa đẩy máu để bơm máu vào các cơ quan để nuôi các tổ chức của cơ thể. Thì từ cái tim đi ra mình được cái em đại học có hai cái hệ thống mạch máu lớn đi ra từ tim. Thứ nhất đó là cái động mạch chủ và thứ hai đó là thân động mạch phổi. Nó có làm gì? Động mạch chủ là một cái mã, là một cái hệ thống động mạch và đưa máu đi nuôi hầu hết tất cả các phần cơ thể từ những cái nhánh bên và những cái nhánh chính của động mạch chủ đó. Thân động mạch phổi là một động mạch có chức năng là gì? Nó dẫn máu lên phổi để tham gia vào quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường bên ngoài. Thì đối với ba cái mạch máu dưới trên này thì các thầy, đối với mạch máu dưới trên là một cái mạch máu chức năng của nó chính là nuôi dưỡng cho dưới trên, tức là hai cái tay của mình. Thì sau khi các em học xong ba cái mạch máu dưới trên này, các em phải biết được, phải mô tả được cái nguyên vị, tức là nơi bắt đầu xuất phát của mạch máu đó, đường đi của nó là như thế nào, liên quan của mạch máu như thế nào, phân nhánh và các vòng nội chính của các động mạch chính của dưới trên. Cái thứ hai, các em phải nêu được cái đường đi của hệ thống tĩnh mạch, hệ thống mạch huyết của dưới trên, và quan trọng nhất các em phải biết ở đây đó là cái hệ thống tĩnh mạch nóng của dưới trên để có thể ứng dụng được ở trên lâm sàng. Thì đối với mạch máu dưới trên này nó có gồm rất nhiều cái hệ thống động mạch từ trên xuống dưới. Đây các em thấy động mạch dưới trên, cái động mạch dưới trên nó bắt nguồn từ một cái động mạch người ta gọi là động mạch dưới đòn, phần trên này người ta gọi là động mạch dưới đòn, và tầng hết bởi cung động mạch ở vùng bàn tay ở bên dưới này. Như vậy nó sẽ bắt đầu từ cung động mạch, từ cái động mạch dưới đòn bên trên và tầng cung ở các động mạch từ cung bàn tay để đến cấp máu cho các đầu ngón cái ngón tay tầng cung. Thì từ trên xuống dưới mình có những động mạch gì? Thứ nhất ở vùng nách, kéo có một động mạch phía trên này người ta gọi là động mạch nách, để làm gì? Để cấp máu cho các cơ vùng nách, cấp máu cho các cấu trúc của vùng nách. Cái thứ hai đi xuống vùng cẳng tay mình có một động mạch này người ta gọi là động mạch cẳng tay, để làm gì? Cấp máu cho các cơ các cấu trúc của vùng cẳng tay. Thứ ba nữa đi xuống vùng cẳng tay thì mình có hai cái động mạch chính, một cái động mạch chạy ở phía trong đây, chạy sát ở phía trong này về phía xương trụ người ta gọi là động mạch trụ, chạy ra phía ngoài này gọi là động mạch quanh. Hay là còn lại ở vùng cẳng tay này nó có hai cái động mạch chính gọi là động mạch quay và động mạch trụ để cấp máu cho các cấu trúc ở vùng cẳng tay này. Đi xuống vùng bàn tay thì ở vùng bàn tay này nó được cấp máu bởi hai cái động mạch, hai cái cung động mạch, đó là cung động mạch gắn tay nông và cung động mạch gắn tay sâu. Đây là những cung động mạch do các động mạch trụ và các nhánh của động mạch quay nối với nhau tạo nên để có chức năng nó nuôi dưỡng cho các cấu trúc ở vùng bàn tay của cơ thể. Thì mình có cái nguồn đầu tiên của cái động mạch dưới trên đó chính là động mạch nách. Thì các thầy, người ta thấy rằng động mạch nách này là một cái động mạch chính để cấp máu cho vùng vùng nách, và nó chạy ở bên trong của hồ nách. Các thấy không? Nó sẽ chạy ở bên trong hồ nách. Và động mạch nách này khi chạy tới bờ dưới của cơ ngực lớn thì đổi tên thành động mạch cẳng tay ở bên dưới. Đổi tên thành động mạch cẳng tay ở bên dưới. Như vậy, hay nói tóm lại động mạch nách là gì? Động mạch nách là một cái nhánh, đó là sự đổi tên của động mạch dưới đòn khi đi qua điểm giữa bờ sáu của xương đòn. Đó, động mạch nách là một sự đổi tên của động mạch dưới đòn khi đi qua điểm giữa bờ sáu của xương đòn. Sau đó nó chạy từ trên xuống dưới và tận cùng ở ngang mức bờ dưới của cơ ngực lớn. Tận cùng ở ngang mức bờ dưới cơ ngực lớn và nó cấp máu chủ yếu cho các vùng vùng ngực, cho vùng vai và cho vùng nách. Đây các em thấy, như vậy nguyên lý của nó là sự tiếp nối của động mạch dưới đòn ở phía trên. Động mạch dưới đòn là một cái nhánh động mạch của vùng đầu mặt và cổ, chỉ nữa mình sẽ đề cập đến những em trong bài đầu mặt cổ. Cái thứ hai giới hạn của nó là bắt đầu từ điểm giữa bờ sáu của xương đòn cho tới bờ dưới của cơ ngực lớn. Cái cơ mà các em thấy đây này, đấy chính là cơ ngực lớn.
Đó, đấy chính là cái ngực lớn. Như vậy động mạch đất nó sẽ bắt đầu từ điểm giữa bờ sau xương đòn, tức là chỗ này. Nó sẽ chạy xuống và tận cùng ở ngang mức bờ dưới cái ngực lớn là cái móc này. Đường đi của nó như thế nào? Đó là một cái đường chạy xuống dưới. Đây các em thấy, nó chạy xuống dưới, ra ngoài và ra sau. Định hướng của nó như thế nào? Khi các em dang cánh tay ra một góc khoảng 90 độ thì mình kèm một cái đường thẳng từ điểm giữa của xương đòn cho đến điểm giữa của điểm gốc khuỷu là đường đi của động mạch nách khi đối chiếu lên trên cơ thể. Đối chiếu lên trên cơ thể. Và ta sẽ có một cái cơ luôn đồng hành trên đường đi của động mạch nách. Cơ đó chính là cơ quạ cánh tay. Và cơ quạ cánh tay đó người ta gọi là cơ tùy hành của động mạch nách. Vì sao gọi là cơ tùy hành? Bởi vì trong những cái phẫu thuật có những một số phẫu thuật các em rất là khó tìm được cái động mạch nách đó, thì người ta dựa vào ngoài cơ quạ cánh tay đó để tìm ra cái mốc của động mạch nách, do nó luôn đi kèm với nhau cho nên người ta gọi là cơ tùy hành đó. Như vậy đó là nguyên ủy đường đi và cái tầng cùng của động mạch nách sẽ như vậy. Về liên quan thì như thế nào? Các em thấy liên quan của động mạch nách này có nhiều cái liên quan. Thứ nhất là động mạch nằm bên trong cổ nách thì nó sẽ liên quan với cái gì? Liên quan với các cơ, liên quan với các tĩnh mạch và liên quan với một cấu trúc gọi là đàm gối thần kinh cánh tay. Thì cái này, cái động mạch nách này khi nó chạy từ điểm giữa bờ sau xương đòn, người ta cắt ra cho mình đây, chạy xuống cái tới bờ dưới cái ngực lớn thì nó có hai cái cơ nó liên quan với động mạch nách cái đường đi của nó. Thứ nhất là cơ quạ cánh tay, là cái cơ này. Các em thấy cơ này chính là cơ quạ cánh tay, là cơ tùy hành của động mạch nách. Và thứ hai, ta có một cái cơ nằm người ta đã cắt ra cho các em thấy đây, chính là cơ ngực đẻ. Đó là hai cái cơ nó có liên quan mật thiết với động mạch nách trên đường đi của nó, cơ ngực đẻ và cơ quạ cánh tay. Cái thứ hai là liên quan với các tĩnh mạch. Thì ở trong khổ nách này, động mạch nách thì nó sẽ đi kèm với tĩnh mạch nách, nó sẽ đi kèm với các dây thần kinh của đàm gối thần kinh cánh tay. Trong đó tĩnh mạch nách các em thấy là một tĩnh mạch màu xanh này, nó sẽ luôn đi kèm ở phía trong của động mạch đó, nó sẽ luôn chạy nằm phía trong của động mạch nách và đi kèm với tĩnh mạch nách đó. Đó liên quan thứ hai. Cái thứ ba đó là liên quan với đàm gối thần kinh cánh tay. Tức là đàm gối thần kinh cánh tay này là những cái là một cái đàm gối tạo bởi các nhánh nhánh trước của dây thần kinh cá sống cổ nó tạo nên đàm gối thần kinh cánh tay này. Đây, các bạn đang thấy đây là đàm gối thần kinh cánh tay nó đi ra và nó sẽ có liên quan với cái động mạch nách trên đường đi của nó. Thì người ta dựa vào cái móc, người ta chỉ dựa vào một cái móc đó là cơ ngực đẻ bắt ngang góc phía trước. Các em thấy đây là một cái gân cơ của cơ ngực đẻ, nó sẽ nối vào đây này mà người ta đã cắt đi thôi. Thế vậy người ta sẽ chia cái liên quan của động mạch nách với cơ ngực đẻ làm ba đoạn. Đoạn thứ nhất đó là đoạn ở phía trên cơ ngực đẻ. Đoạn đầu tiên là đoạn này, đoạn ở phía trên cơ ngực đẻ. Đoạn thứ hai là đoạn này gọi là đoạn sau cơ ngực đẻ, tức là nó nằm ở phía sau cơ ngực đẻ đó. Và đoạn thứ ba, đoạn này gọi là đoạn nằm dưới cơ ngực đẻ. Ha, đoạn trên cơ ngực đẻ, đoạn sau cơ ngực đẻ và đoạn dưới cơ ngực đẻ. Thì nó liên quan như thế nào? Cái này nó sẽ liên quan như thế nào? Thứ nhất, đoạn đầu tiên là đoạn nằm trên cơ ngực đẻ. Phần trên cái bẻ là phần nằm ở đâu? Làm cái phần nằm giữa xương đòn ở phía trên và bờ trên của cái gân bẻ ở phía dưới, tức là toàn bộ cái vùng này. Thì đoạn này động mạch nó được che phủ ở phía trước bởi màng đòn ngực và một cái cơ người ta đã cắt đi rồi đây, đấy chính là cơ ngực lớn. Thì đối với đoạn trên cái bẻ này thì các bó của đàm gối thần kinh cánh tay nó nằm ngoài và phía sau của động mạch. Đây là không? Những cái dây này các bó của đàm gối này nó đều nằm ở phía ngoài và phía sau của động mạch hết. Cái thứ hai là đoạn sau cơ ngực bẻ. Đoạn sau cơ ngực bẻ này là đoạn
đào độ thân kính cánh tay, đoạn động mạch nách nó được che phủ bởi cái cơ ở phía trước, gọi là cơ ngực bé, là cơ ngực lớn và cơ dưới vai ở phía sau, liên quan với cơ dưới vai ở phía sau. Và một cái đặc điểm đó là ở phía sau cái ngực bé này thì các nhánh cung, tức là những cái nhánh cung này của đạo độ thân kính cánh tay nó bắt đầu tách ra. Như vậy các anh thấy phần đạo độ thân kính cánh tay trên này là gắn bó này. À, đi xuống đây nó bắt đầu tách ra các nhánh cung là những cái sợi nhỏ này đi ra, và nó bắt đầu tách ra từ các bó ra, đó là đoạn sau cái ngực bé. Và đoạn thứ ba là đoạn dưới cái ngực bé. Đoạn này thì các anh thấy như thế nào? Các dây thần kinh nó bắt đầu đi xa dần động mạch, các dây thần kinh nó bắt đầu đi xa dần động mạch, chỉ có một dây thần kinh giữa là đi cùng với động mạch nách trên đường đi của nó. Như vậy các em thấy cái dây thần kinh lớn nhất đi cùng với động mạch nách ở đấy chính là dây thần kinh giữa. Đó là liên quan của các cấu trúc nằm bên trong cổ nách, giữa cái gì, giữa động mạch nách với tĩnh mạch nách, giữa động mạch nách và các cơ ở trong cổ nách, và giữa động mạch nách và đạo tối thần kinh cánh tay. Như vậy các em thấy cái hổ nách này là một cái vùng, là một cái hồng vùng họng nách, là một cái vùng mà chứa rất nhiều thành phần quan trọng đi từ vùng cổ ngực và đi xuống chi trên. Về sự phân nhánh về các nhánh bên thì các em thấy đối với động mạch nách này nó cho ra rất nhiều cái nhánh bên, cho ra rất nhiều nhánh bên. Thứ nhất các em có đó là động mạch ngực trên đây. Động mạch ngực trên là một nhánh động mạch xuất phát từ phía trước, phía trên của động mạch nách chạy xuống thành ngực, và chức năng của nó đó là cấp máu cho các cơ của vùng ngực. Cơ vùng ngực thì có rất nhiều cơ, bao gồm cả cơ ngực lớn, cả cơ ngực bé, cả các cơ giãn xương sẽ cấp máu. Cái thứ hai đó là động mạch cung vai ngực. Đây các em thấy nhánh này người ta gọi là động mạch cung vai ngực. Thì vì sao gọi là động mạch cung vai ngực? Vì đây là một động mạch cấp máu cho vùng cung vai, cho vùng ngực, và nó chia làm bốn nhánh nhỏ. Các thấy không? Động mạch cung vai ngực này nó sẽ chia làm bốn nhánh nhỏ. Đó là những nhánh gì? Thứ nhất các em có đó là nhánh đòn. Một nhánh đi lên để cấp máu cho xương đòn, vùng đòn. Cái thứ hai, nhánh đi lên vùng cung và vùng vai, gọi là vùng cung vai. Nhánh thứ ba, vùng nhánh đi ra vùng delta, gọi là nhánh delta. Và nhánh thứ tư, đi xuống cấp máu cho các cơ của vùng ngực, gọi là các nhánh ngực. Như vậy, đó là động mạch cung vai ngực, cấp máu cho vùng cung vai, cho vùng ngực và vùng delta. Nhánh thứ ba, xuất phát từ động mạch nách, đó là động mạch ngực ngoài. Đây. Động mạch ngực ngoài là một nhánh động mạch xuất phát từ phía trước, phía dưới của động mạch nách chạy thẳng xuống phía phía ngực và cấp máu cho thành ngực ở phía dưới. Nhánh thứ tư là động mạch dưới vai. Động mạch dưới vai này nó cấp máu chủ yếu cho thành sáu của hổ nách, và nó cho chỉnh là hai nhánh. Nó sẽ cho ra hai nhánh bên hay là hai nhánh thân của động mạch dưới vai này. Nhánh thứ nhất thì em thấy một nhánh quạt ngược lúc sau. Đây, động mạch dưới vai là cho một nhánh quạt ngược lúc sau, gọi là nhánh mũ vai. Đi lui vùng vai, cấp máu cho thành sáu hổ nách, tức là gồm các cơ ở thành sáu đó. Và thứ hai, một nhánh cày thẳng xuống để cấp máu cho các cấu trúc của vùng ngực. Đó là động mạch ngực lưng, cấp máu đi xuống, cấp máu cho vùng ngực và vùng lưng. Đó, như vậy đó là bộ nhánh. Nhánh thứ năm các em có đó là động mạch mù cánh tay trước và động mạch mù cánh tay sau. Động mù và cái mù, động mạch mù cánh tay trước này nó sẽ chạy vòng ra trước cổ phẫu thuật của xương cánh tay. À, đây là động mạch mù cánh tay trước. Cái thứ hai là động mạch mù cánh tay sau chạy vòng quanh cổ phẫu thuật xương cánh tay nhưng mà vòng ra phía sau. Đặc biệt động mạch mù cánh tay sau này nó chui có một cái lỗ, người ta gọi là lỗ tứ giác, để đi qua mặt sau của phẫu thuật và cấp máu cho các cấu trúc ở phía sau. Trong đó lỗ tứ giác này là một cái lỗ do các cơ của thành sáu hổ nách và các cơ ở vùng cánh tay sau đi lên nó vào lên, đó là cái gì?
Thứ nhất ở phía trên kẽ có hai cơ, đó là cơ tròn bé và cơ tròn lớn, và phía dưới là hai cái đầu, đó là đầu dài và đầu ngoài của cơ tam đầu tạo nên. Đây là đầu ngoài cơ tam đầu, đây là đầu dài cơ tam đầu, và hai cơ tròn bé tròn lớn giới hạn đến một lỗ gọi là lỗ tự giác. Đi qua lỗ tự giác của cái của vùng mạch này, ngoài động mạch vùng mạch nó sau ra còn có thêm một cái dây thần kinh đi qua đó, và dây thần kinh đó các em thấy cái dây thần kinh màu vàng đây, người ta gọi là dây thần kinh mạch, dây thần kinh mạch đó là động mạch tắt các cạnh bên. Thì đối với động mạch tắt này nó sẽ cho các nhánh nối, nối với gì, nối với các động mạch lớn cần như là động mạch giữa đòn, như là động mạch cánh tay, để tạo nên các vòng nối chính. Nó sẽ tạo nên ba cái vòng nối chính là vòng nối quanh ngực, các bạn thấy vòng nối quanh ngực, thứ hai là vòng nối quanh vai, và thứ ba đó là vòng nối cánh tay. Thì mình đề cập đến cái thứ nhất, đó là sự nối tiếp giữa động mạch nách và động mạch giữa đòn. Các bạn thấy sự nối tiếp giữa động mạch nách và động mạch giữa đòn. Thứ nhất các em có vòng nối quanh ngực. Thì vòng nối quanh ngực này nó do cái gì tạo nên? Thứ nhất là nó do động mạch ngực ngoài và nhánh ngực của động mạch cùng vai. Như vậy các em thấy động mạch nách này này, nó cho nhánh ngực của động mạch cùng vai, cho động mạch ngực ngoài. Thì hai cái nhánh của động mạch nách này nó sẽ nối với một cái động mạch, đó là động mạch giáng xương của động mạch giữa đòn tạo nên. Cái thể từ động mạch giữa đòn ở bên trên này nó cho một cái động mạch đỏ đi xuống chậm chậm màu đỏ đó, gọi là động mạch ngực trong, và từ động mạch ngực trong đó nó cho những cái nhánh đi ở bờ dưới xương xương, gọi là động mạch, gọi là động mạch giáng xương. Như vậy các động mạch nhánh bên của động mạch nách và động mạch giáng xương của động mạch giữa đòn tạo nên vòng nối quanh ngực. Cái thứ hai đó là vòng nối quanh vai. Vòng nối quanh vai này là do động mạch dưới vai. Các em còn nhớ động mạch dưới vai cái này nó cho hai nhánh, đó là nhánh mù vai và động mạch ngực lưng. Thì động mạch mù vai này nó sẽ chui qua cái lỗ này, gọi là một cái lỗ tam giác cánh tay tam đầu. Lỗ tam giác cánh tay tam đầu để làm gì? Để đi lưng vùng vai. Thì cái động mạch dưới vai này nó sẽ nối với các động mạch vai trên và động mạch vai sau của động mạch giữa đòn tạo nên vòng nối quanh vai. À, các em thấy không? Động mạch giữa vai này nó đi qua lỗ tam giác vai tam đầu và nối với động mạch vai trên, động mạch vai sau tạo nên vòng nối quanh vai. Như vậy động mạch nách nó sẽ cho các nhánh bên nối với động mạch giữa đòn tạo nên hai cái vòng nối chính ở vùng nách, đó là vòng nối quanh ngực và vòng nối quanh vai. Vòng nối quanh ngực, vòng nối quanh vai, và nó có thêm một vòng nối nữa gọi là vòng nối cánh tay. Vòng nối cánh tay này là do một cái các động mạch mù cánh tay trước, động mạch mù cánh tay sau của động mạch nách nối với nhánh lên, tức là nhánh delta của động mạch cánh tay sau, để tạo nên cái vòng nối gọi là vòng nối cánh tay. Vì sao có những cái vòng nối này và chức năng của những vòng nối này là gì? Các em thấy đối với các cấu trúc của chiếc chế này, các động mạch này nó sẽ nối với nhau để làm gì? Để nếu như có tắc một cái nhánh động mạch nào đó thì ta sẽ có những cái động mạch máu từ các động mạch tới để nuôi dưỡng cho cái vùng này. Chẳng hạn như đối với động mạch cùng vai ngực này, nếu nó tắc cái nhánh cùng vai này đi thì nếu không có những cái động mạch tới nuôi dưỡng thì cái vùng vai cùng vai này nó sẽ bị thiếu máu nuôi dưỡng. Thì do sự nối thông của những cái động mạch này cho nên máu có thể từ những cái nguồn động mạch khác tới cấp máu cho cái vùng mà bị tắc đó, bị thiếu máu đó. À, bị tắc là bị thiếu máu đó. Tuy nhiên người ta nhận thấy rằng có một cái điểm thắt nguy hiểm, có một điểm thắt nguy hiểm mà nếu các em thắt vào vị trí đó thì vùng cánh tay bên dưới sẽ bị thiếu máu nuôi dưỡng, đó là vùng thắt ở dưới động mạch dưới vai, tức là đó là một cái vùng các em không được thắt giữa động mạch dưới vai và các động mạch mù cánh tay trước và mù cánh tay sau.
không được thắt giữa động mạch dưới vai và động mạch bụng cánh tay trước và động mạch bụng cánh tay sau, là tức là không được thắt ở vùng này. Đó. Và người ta có thể ứng dụng dựa vào những cái vòng nối này để làm gì? Để các em có thể thắt được động mạch nách trong những trường hợp bị chấn thương nặng ở vùng chi trên, cần phải thắt động mạch để cầm máu. Và cái vị trí thắt phải thắt ở phía trên nguyên vị của động mạch dưới vai. Đó. Các em phải thắt ở trên nguyên vị của động mạch dưới vai, tức là ở phía từ động mạch dưới vai này, ở bên trên này các em có thể thắt được, nhưng không thắt được ở bên dưới. Tiếp xuống nữa, sự nổi tiếng của động mạch nách gọi là động mạch cánh tay. Thì các em thấy cái động mạch cánh tay này nó chạy ở trong ống cánh tay. Đây các em thấy không? Động mạch cánh tay nó chạy ở trong ống cánh tay và rãnh nhì đầu trong cho đến khoảng 3 cm dưới nền khớp khuỷu, thì chia làm hai cái động mạch tận, gọi là động mạch quấy và động mạch trụ. Tức là như thế nào? Động mạch quấy là từ đâu mà ra? Người ta thường thấy rằng động mạch quấy này là một sự đổi tên của động mạch nách khi đi qua bờ dưới của cơ ngực lớn, là sự đổi tên của động mạch nách khi đi qua bờ dưới của cơ ngực lớn. Sau đó nó chạy ở trong rãnh nhì đầu trong và tầng cung ở khoảng 3 cm dưới nền khớp khuỷu, mà cách chia làm hai nhánh tầng mình đã nói, đó là động mạch quấy và động mạch trụ ở đó. À. Khi động mạch này là có chức năng gì? Đây là một động mạch nó cho các nhánh bên và cấp máu cho cánh tay. Đây, đây nó sẽ cho các nhánh bên để cấp máu cho cánh tay. Trong đó quan trọng nhất là động mạch cánh tay sâu, là một nhánh bên của động mạch cánh tay này. Và người ta có thể ứng dụng để bắt được động mạch này ở trong rãnh nhì đầu trong. Tức là cái rãnh này là cái rãnh các em thường hay dùng để đo huyết áp đó. Em bắt đặt ống nghe vào chỗ này, tức là các em có thể bắt được động mạch ở rãnh nhì đầu trong của vùng khuỷu, ở vùng khuỷu trước. Cái này đây là hướng quỹ đường đi và giới hạn của nó. Như vậy ở phía trên này các em có, đó là động mạch nách, đúng không? Sau đó động mạch nách này nó sẽ nổi tiếp bên dưới, ngay mức bờ dưới cơ ngực lớn, sẽ đổi tên thành động mạch cánh tay, chạy dọc theo mặt trống của vùng cánh tay, trong ngọn cánh tay đi xuống rãnh nhì đầu trong. Khi để xuống rãnh nhì đầu trong thì nó tới khoảng 3 cm dưới nền khớp khuỷu, thì nó tận cùng. Trên đường đi của động mạch nách, xin lỗi, trên đường đi của động mạch cánh tay này, nó sẽ có một cái cơ luôn tùy hành với động mạch trên đường đi của nó. Cơ đó người ta gọi là cơ nhì đầu cánh tay, tức là cơ này là một cái cơ thuộc vùng cánh tay trước, nóng ở vùng cánh tay trước và nó luôn đi kèm với động mạch, và cơ này nó đi ở phía ngoài của động mạch cánh tay. Đó. Như vậy các em thấy động mạch cánh tay là một động mạch nó bắt đầu từ ngang mức bờ dưới cơ ngực lớn và tận cùng ở ngang khoảng 3 cm dưới nền khớp khuỷu, bằng cách tận cùng với hai động mạch quay và động mạch trụ. À. Về liên quan thì động mạch cánh tay nó liên quan như thế nào? Thì có hai cái liên quan của nó. Thứ nhất là liên quan ở vùng cánh tay và thứ hai là liên quan ở vùng khuỷu trước. Ở vùng cánh tay thì động mạch cánh tay nó đi trong ống cánh tay. Các bạn thấy không? Nó đi ở bên trong ống cánh tay và chạy dọc sau bờ trống của cơ nhì đầu. Trên đường đi của cái động mạch cánh tay này, nó sẽ có một dây thần kinh, gọi là dây thần kinh dừa. Các con nhớ dây thần kinh dừa không? Nó sẽ đi kèm với động mạch nách, sau đó đi xuống vùng cánh tay và đi kèm với động mạch cánh tay. Khi đến khoảng 1/3 dừa của vùng cánh tay thì dây thần kinh dừa này nó sẽ bắt chéo, các thầy, nó sẽ bắt chéo phía trước của động mạch cánh tay đi vào trống và đi xuống vùng khuỷu. Như vậy đó, dây thần kinh dừa nó sẽ bắt chéo từ ngoài vào trong của động mạch cánh tay này. Ở phía trên thì động mạch con nó liên quan với cái trống, với dây thần kinh ở phía trống này, người ta gọi là dây thần kinh tù. À, động mạch cánh tay ở phía trên trống còn liên quan với dây thần kinh tù. Như vậy đây là một cấu trúc của ống cánh tay. Thì ống cánh tay là gì?
Ống cánh tay là một cái ống hình lăng trụ tam giác chạy dọc theo cành trống của vùng cánh tay, và nó có tất cả ba thành, đó là thành trước, tức là thành này, thứ hai là thành sau, và thứ ba đó là thành trong. Thành trước của nó là cái gì tạo nên? Thành trước là do ba cái cơ tạo nên, đó là cơ nhị đầu cánh tay, cơ quạ cánh tay và cơ cánh tay. Đây, đây là cơ nhị đầu cánh tay này, đây là cơ quạ cánh tay, và nó có một cái cơ nằm sâu về cơ nhị đầu này, gọi là cơ cánh tay. Cái thứ hai, ở thành trống nó có cái gì đây? Chủ yếu các em thấy đó là mạc, tổ chức giữa da, lớp nóng và các mạc. Đi ngoài, từ ngoài vào là có da, tổ chức giữa da và mạc nóng. Ở thành sáu này, chủ yếu cấu tạo của nó là vách giang cơ trong. Như vậy, ống cánh tay là một ống hình lăng trụ tam giác, và bên trong của nó là chứa nhiều thành phần. Bên trong như là cái gì? Như là động mạch cánh tay, như là các tĩnh mạch cánh tay, thần kinh, trong đó có hai cái dây thần kinh, đó là dây thần kinh giữa, và đầu tiên sẽ có dây thần kinh trụ đi ở bên trong ống cánh tay này. Đó là liên quan ở vùng cánh tay. Thứ hai đó là liên quan ở vùng khuỷu, tức là ở vùng khuỷu trước. Khi đầu vùng khuỷu trước này, động mạch nó sẽ đi cùng với dây thần kinh giữa ở rành nhị đầu trong. Trong đó, dây thần kinh giữa nó nằm ở phía trống của động mạch. Cái được không? Dây thần kinh này gọi là dây thần kinh giữa này. Nó chạy chạy bắc chéo từ ngoài vào trong và nằm phía trống của động mạch. Đây là động mạch cánh tay và đây là dây thần kinh giữa. Đó. Về cái phân nhánh thì động mạch cánh tay này nó sẽ cho phân nhánh gì? Thứ nhất các em có đó là động mạch cánh tay sâu. Thì động mạch cánh tay sâu này người ta đây xem đây là nhánh bên lớn nhất của động mạch cánh tay, xuất phát ngang mức sâu trong cánh tay ngay dưới bờ dưới cơ tròn lớn. Đây các em thấy đây chính là động mạch cánh tay sâu này, nó xuất phát ngay ở thì dưới bờ dưới cơ tròn lớn, và đây được xem là nhánh bên lớn nhất của động mạch cánh tay. À, đây là nhánh bên lớn nhất của động mạch cánh tay. Trên đường đi thì động mạch cánh tay sâu này nó sẽ cho rất là nhiều nhánh để làm gì? Để cấp máu cho các cấu trúc của vùng cánh tay, vùng cánh tay trước, vùng cánh tay sau, vân vân. Đó là những nhánh gì? Thứ nhất, các em thấy có một nhánh hoặc ngược lên trên đi tới vùng delta và nối với động mạch mù cánh tay trước, mù cánh tay sau, tạo nên vòng mù cánh tay. Nhánh này gọi là nhánh delta. Cái thứ hai, nó cho một nhánh đi qua một cái lỗ nằm ở mặt trước trong một xương cánh tay, gọi là động mạch nuôi xương, gọi là động mạch nuôi xương. Và thứ ba, nó tấn công bởi hai cái động mạch. Thứ nhất, đó là động mạch bên quay. Đây các em thấy một cái động mạch bên quay nó đâm xuyên qua vách giang cơ trước đi nóng ra ở phía trước của khuỷu, là động mạch bên quay, và một động mạch chạy ở phía sau của khuỷu gọi là động mạch bên giữa. Động mạch bên quay, động mạch bên giữa. Như vậy động mạch cánh tay sâu nó sẽ cho tất cả là bốn cái nhánh bên và cấp máu cho các cấu trúc của vùng cánh tay và góp phần tạo nên màng mạch cơ khuỷu. Nhánh bên thứ hai của động mạch cánh tay đó là động mạch bên trụ trên. Đây các em thấy đây chính là động mạch bên trụ trên. Thì động mạch bên trụ trên này nó xuất phát ở khoảng giữa của động mạch cánh tay, sau đó nó chọc thủng vách giang cơ trong và đi xuống trước đầu trống của cơ tám đầu cánh tay, đi lui ở phía sau của vùng khuỷu. Sau đó động mạch bên trụ trên này nó sẽ nối với động mạch đó là động mạch quạt ngược trụ để góp phần tạo nên màng mạch khớp khuỷu, góp phần tạo nên màng mạch khớp khuỷu. Cái thứ hai các em có một động mạch thứ ba đó là động mạch bên trụ dưới. Động mạch bên trụ dưới này nó phát xuất gần với khuỷu và nó cách khuỷu khoảng 5 cm, các em đo từ đây lên khoảng 5 cm, và động mạch này nó chạy vào trong và cho nhánh nối về động mạch quạt ngược trụ trước để góp phần tạo nên màng mạch khớp khuỷu ở bên dưới này. Hay là tóm lại, trên đường đi động mạch cánh tay
nó sẽ cho tất cả ba nhánh bên. Thứ nhất, động mạch cánh tay sau. Thứ hai, động mạch bên trụ trên. Và thứ ba là động mạch bên trụ dưới. Những cái động mạch này nó sẽ cấp máu cho cánh tay và góp phần tạo nên màng mạch khớp khuỷu của chi trên. Đó, góp phần tạo nên màng mạch khớp khuỷu của chi trên. Đây, các em thấy đây. Như vậy đây, phần trên này này, các em có đó là chỉ là động mạch hắt. Nhưng mà phần dưới này thì là động mạch cánh tay. Động mạch cánh tay nó chạy tới 3 cm dưới nền khớp khuỷu thì nó chia làm hai nhánh tầng. Động mạch chạy về phía xương trụ gọi là động mạch trụ. Động mạch chạy về phía xương quay gọi là động mạch quay. Trên đường đi, động mạch cánh tay có một nhánh bên lớn nhất gọi là động mạch cánh tay sâu. Đây là động mạch bên trụ trên và bên dưới này là động mạch bên trụ dưới. Đó là các nhánh bên của nó. Về sự tiếp nối thì các em thấy động mạch cánh tay cũng giống như động mạch nách vậy, nó sẽ cho các nhánh để nối với các nhánh của các động mạch lớn cần. Để làm gì? Để góp phần tạo nên cái những cái vòng nối. Chẳng hạn như động nối nó nối với cái gì? Nối với động mạch nách. Nó nối với các động mạch trụ, các nhánh bên của động mạch quay để tạo nên cái vòng nối cấp máu cho vùng khuỷu. Thì cần nhất các em có đó là sự tiếp nối giữa động mạch cánh tay với động mạch nách. Đó là gì? Đó là do nhánh delta của động mạch cánh tay sâu nối với động mạch mù cánh tay trước, mù cánh tay sau của động mạch cánh tay tạo nên, của động mạch nách tạo nên vòng nối bên vai. Xin lỗi, vòng nối cánh tay. Cái thứ hai đó là động mạch cánh tay nó sẽ cho nhánh nối với động mạch quay. Thì đối với vòng nối ở động mạch quay này nó có hai cái vòng nối, đó là vòng nối phía trước mọc lên là vòng ngoài, vòng nối ở phía sau đó là do nhánh bên quay của động mạch cánh tay sâu nối với động mạch quặc ngược quay tạo nên. Đó là nhánh nối, vòng nối giữa động mạch cánh tay và động mạch quay. Cái thứ ba đó là vòng nối giữa động mạch cánh tay và động mạch trụ. Như vậy đây là động mạch cánh tay và đến này là động mạch trụ. Như vậy các em thấy đối với động mạch trụ thì có hai cái vòng nối. Thứ nhất là vòng nối quanh mọc trên lồng cột trong, và thứ hai là vòng nối sau mọc trên lồng cột ngoài. Sau mọc trên lồng cột ngoài, đối với vòng nối thì quanh mọc trên lồng cột trong, ở phía sau thì có vòng nối gì? Đó là giữa động mạch bên trụ trên của động mạch cánh tay nối với động mạch quặc ngược trụ sau của động mạch trụ tạo nên. Đó là vòng nối ở phía sau mọc lên lồng cột trong. Cái thứ hai đó là vòng nối ở phía trước mọc lên lồng cột trong do động mạch bên trụ trước là động mạch này, chứ là động mạch bên trụ dưới nối với động mạch quặc ngược trụ trước tạo nên. Đây, và nó tạo nên hai cái vòng nối ở mọc trên lồng cột trong, phía trước và phía sau. Cái thứ hai đó là vòng nối sáu mọc trên lồng cột ngoài do cái gì? Do nhánh bên giữa của động mạch cánh tay sâu chạy ở phía sau của vùng cánh tay sau đi xuống và nối với nhánh động mạch giáng cột quặc ngược của động mạch giáng cột chung tạo nên. Đây, các em thấy từ động mạch trụ là cho động mạch giáng cột chung cho ra một nhánh quặc ngược lên trên gọi là động mạch quặc ngược giáng cột và tạo nên cái vòng nối như vậy. Mà đây, những cái vòng nối này nó có phần tạo nên cái màng mạch, người ta gọi là màng mạch khớp khuỷu. Màng mạch khớp khuỷu. Đây các em thấy, đây mình có cái vòng nối, đây là vòng nối cánh tay, vòng nối ở mọc trên lồng cột trống phía trước và phía sau và vòng nối ở mọc trên lồng cột ngoài. Và người ta ứng dụng cái gì? Cái có thể thắt được động mạch cánh tay, nhưng mà thắt càng thấp thì càng tốt. Và ít nhất thì dưới nguyên ủy của động mạch cánh tay sâu. Đây là động mạch cánh tay sâu. Thì thông thường cái em thắt ở dưới này, càng thấp càng xuống dưới thì nó càng tốt hơn, bởi vì nó hạn chế cái thiếu máu nuôi dưỡng ở cái vùng bên dưới đi. Đi xuống vùng cánh tay thì em có hai cái động mạch.
đó là động mạch quay ở bên ngoài và động mạch trụ nằm bên trong. Động mạch quay ở bên ngoài và động mạch trụ ở bên trong. Tiếp về cái anh thấy động mạch quay nguyên ủy của nó như thế nào? Nguyên ủy của động mạch quay và động mạch trụ đó là đều là các nhánh tầng. Các phải nhớ đó là đều là các nhánh tầng của động mạch cánh tay. Động mạch quay và động mạch trụ là hai nhánh tầng của động mạch cánh tay. Tức là nó sẽ bắt đầu từ thế nào? Nó sẽ bắt đầu từ khoảng 3 cm dưới điểm gốc khuỷu, chạy xuống dưới và ở phía trước ngoài của vùng cánh tay. Như vậy đây, em thấy từ khoảng 3 cm dưới điểm gốc khuỷu thì nó tách ra từ động mạch cánh tay, chạy xuống phía trước và phía ngoài của vùng cánh tay. Sau đó khi đi xuống phía đầu dưới ngoài của vùng cẳng tay, tức là 1/3 dưới của vùng cẳng tay, thì nó sẽ bắt đầu vòng ra sau, tức là nó vòng dưới mỏm chấm quay đi ra phía mu tay, đi ra đây và chui qua khoảng giãn cổ thứ nhất, đi vào một khoảng người ta gọi là họp lào giải phẫu để đi vào cẳng tay. Khi đi vào đây thì nó nối với nhánh gắn tay sâu của động mạch trụ để tạo thành cúng động mạch gắn tay sâu. Tức là đây các anh thấy nó đi vào và tạo thành một cúng động mạch gắn tay sâu ở chỗ này. Đúng. Thì họp lao giải phẫu là gì? Họp lao giải phẫu là người họp lao, là người họp hình tam giác nằm ở mặt mu tay do 3 cái gân cơ tạo nên. Thứ nhất là gân cơ dài ngọn cái dài. Thứ hai là gân cơ duỗi ngón cái ngắn, và thứ ba là gân cơ duỗi ngón cái dài tạo nên giới hạn đến một khoảng hình tam giác, và người ta gọi tam giác này gọi là họp lao giải phẫu. Ở trong họp lao giải phẫu này nó chứa cái gì ở bên trong? Thứ nhất là nó chứa cái động mạch quay, và thứ hai nó chứa một cái nhánh của dây thần kinh quay nằm bên trong của họp lao giải phẫu này. Như vậy các anh thấy đây là đường định hướng của dây thần kinh quay đây. Như vậy đường đi của dây thần kinh quay như thế nào? Dây thần kinh quay này nó sẽ đi như thế nào? Động mạch quay này. Như vậy các anh thấy đường đi của nó khi cả em đổ chiều lên trên da là một cái đường nối từ giữa nếp gốc khuỷu. Tức là nếp gốc khuỷu của em đây, gốc của khuỷu là tối đa, còn một cái điểm ở giữa, và nối thẳng xuống dưới đi theo rạch mạch quay đi xuống. Tức là cái rạch mạch quay này là một cái rạch nằm giữa gân của hai cơ, đó là cơ cánh tay quay và gân cơ gấp cổ tay quay. Đây cái thể gân đấy là gân cơ gấp cổ tay quay này, tức là các em đã học các cơ của chiếc trên của chiếc dưới rồi, thì đây là cơ xếp tròn, các em đã biết cơ về trên này. Thứ hai cơ này là cơ gấp cổ tay quay, và xuống dưới này ta có người gân gọi là gân cơ gấp cổ tay quay, và cái này là cơ cánh tay quay. Như vậy từ giữa nếp gốc khuỷu này, cái động mạch quay nó sẽ chạy ở trong rành của hai cái gân cơ này để đi xuống cùng cổ tay. Và các em thấy ta có một cái cơ luôn đi kèm với động mạch này, người ta gọi đó là cơ tùy hành của động mạch quay. Cơ đó người ta gọi là cơ cánh tay quay, tức là cơ này gọi là cơ tùy hành của động mạch quay. Cái chú ý là mỗi cái động mạch sẽ có một cơ tùy hành của nó đi kèm. Nó sẽ đi kèm với nó. Về liên quan thì liên quan như thế nào? Đối với vùng cẳng tay trước thì động mạch quay này nó liên quan nó nhiều thành phần, ở 1/3 trên, ở 1/3 giữa, ở 1/3 dưới, nó khác nhau. Ở phần trên của vùng cẳng tay thì động mạch này được che phủ bởi cơ cánh tay quay và nằm giữa cơ cánh tay quay, cơ xếp tròn. Đây các em thấy ở vùng ba trên này. Ở vùng ba trên thì động mạch nó được che phủ bởi một cái cơ, người ta gọi là cơ này gọi là cơ cánh tay quay. Sau đó nó nằm giữa cơ cánh tay quay và cơ xếp tròn, tức là nó nằm ở chỗ này. Sau đó đến phần dưới của vùng cánh tay thì động mạch nằm giữa hai cơ, đó là cơ cánh tay quay và cơ gấp cổ tay quay. Các em thấy không? Nó nằm giữa hai cơ, cơ cánh tay quay và cơ gấp cổ tay quay.
Phía sau của động mạch thì có nhiều gân cơ ở phía sau. Trên đường đi của cái động mạch này sẽ có một dây thần kinh. Các em sẽ thấy có một dây thần kinh nó đi kèm ở phía ngoài của động mạch quay. Dây thần kinh này người ta gọi là nhánh nóng của dây thần kinh quay, chạy dọc theo bờ ngoài của động mạch cho đến 1/3 giữa cẳng tay thì nó đi về phía ngón tay. Như vậy các em thấy ở đây người ta chia cái liên quan của động mạch quay là 3 luôn: 1/3 trên, 1/3 giữa và 1/3 dưới. Đó. Ở 1/3 trên thì động mạch chạy dọc theo bờ trên ngoài cơ sấp tròn. Ở 1/3 giữa thì động mạch đi giữa sự che phủ của cơ cánh tay quay, tức là cơ này. Cơ này. Và đi kèm với nó có nhánh nóng của dây thần kinh quay. Ở 1/3 giữa thì như thế nào? Nó sẽ đi trong rành mạch quay, tức là trong cái rành giữa cơ cánh tay quay và gân cơ gấp của tay quay, để đi vào bàn tay ở phần bốn tay ở phía sau. Ở vùng cổ tay và móng tay thì liên quan như thế nào? Đối với đoạn cổ tay và móng tay thì đoạn mạch này nó vòng dưới mỏm trắng quay ra sau và chạy qua họng lao giải phẫu về phía móng tay. Em thấy không? Đây là đoạn mạch quay này. Và cái họng hình tam giác này người ta gọi là họng lao giải phẫu, giới hạn đến với 3 cái gân cơ. Cái gân cơ thể ở phía trong này là cơ gân cơ dài ngón cái dài. Gân này là gân duỗi ngón cái ngắn và gân này gân duỗi ngón cái dài. Giới hạn đến một khoảng hình tam giác gọi là họng lao giải phẫu. Về phân nhánh thì động mạch quay này là cho nhánh gì? Thứ nhất các em có đó là động mạch quặc ngược quay. Như vậy đây chính là động mạch quay này, thì một cho nhánh đầu tiên gọi là động mạch quặc ngược quay. Động mạch quặc ngược quay này phát xuất ở gân khuỷu và đi lên giữa hai nhánh của thần kinh quay. Cái này đây nó có hai cái nhánh là nhánh nóng của dây thần kinh quay, nhánh sâu của dây thần kinh quay, và động mạch này đi giữa hai nhánh của dây thần kinh quay. Sau đó động mạch này nó đi ở trong rành dưới đầu ngoài và sẽ nối với động mạch bên quay của động mạch cánh tay sâu, tạo nên vòng nối ở mỏm trên lồng ngực ngoài. Cái thứ hai, trên đường đi thì động mạch quay này nó cho rất là nhiều nhánh để làm gì? Để cấp máu cho các cơ của vùng cẳng tay trước. Và những động mạch đó gọi là các nhánh cơ, các nhánh nối xương. Khi đi xuống vùng bàn tay thì nó cho một nhánh gọi là nhánh gang tay nông. Đây, các thầy nó cho một nhánh gọi là nhánh gang tay nông. Nhánh gang tay nông này nó tắt từ cổ tay, chạy xuyên qua các cơ của ống mô cái và đến nối về phần tận cùng của động mạch trụ, tạo nên một cái cung động mạch gọi là cung động mạch gang tay nông. Tạo thành cung động mạch gang tay nông. Đó là động mạch quặc ngược quay, nhánh gang tay nông, các nhánh nuôi cơ. Ngoài ra, động mạch quay này còn cho các nhánh ở vùng cổ tay, gọi là các nhánh gang cổ tay, chạy ở mặt trước của gang tay, nhánh mu cổ tay, chạy ở mặt sau của mu tay. Thì làm gì? Để góp phần tạo mấy những cái màng mạch ở vùng cổ tay đó. Đó. Như vậy các em thấy động mạch quay là sẽ cho nhánh gì? Thứ nhất là động mạch quặc ngược quay, nó góp phần tạo đến màng mạch cơ khuỷu. Thứ hai đó là các nhánh nuôi cơ để nuôi dưỡng cho các cơ của vùng cẳng tay. Thứ ba là các động mạch gáng cổ tay, mu cổ tay có phần tạo nên màng mạch khớp, màng mạch của vùng cổ tay. Và thứ tư đó là nhánh gáng tay nông có phần tạo nên cung động mạch gáng tay nông. Đó là động mạch quay. Các em thấy không? Đây là sự vòng nối này. Đó, vòng nối thứ nhất là vòng nối giữa động mạch quay và nhánh bên của động mạch cẳng tay. Cái thứ hai là vòng nối giữa động mạch quay và các động mạch trụ. Đó, bởi vì sao? Nó có phần tạo nên màng mạch của tay cho nên nó có nhiều cái vòng nối tương tự. Tiếp theo ở vùng cẳng tay tất cả một cái động mạch thứ hai đó là động mạch trụ. Tương tự như vậy, động mạch trụ này cũng là một cái nhánh tầng của động mạch cẳng tay ở khoảng mức 3 cm dưới nền cuốc khuỷu. Cái vẻ nguyên thủy của nó như thế nào? Từ động mạch cẳng tay, tức là từ bắt đầu từ 3 cm dưới nền cuốc khuỷu, động mạch này chạy xuống dưới dọc theo cạnh trống của vùng cẳng tay đến vùng cổ tay. Khi đi đến vùng cổ tay thì nó đi ở phía trước mạc dự gân gốc để đi vào bàn tay.
Đó. Như vậy nó sẽ bắt đầu từ 3 sáng đến mẹ gì để gấp phiểu chạy dọc theo cành trống của vùng cẳng tay đến vùng cổ tay để đi vào bàn tay. Và trên đường đi của nó ta có một cái cơ luôn đi kèm với động mạch trụ và người ta xem cơ này là cơ tùy thân của động mạch trụ. Cơ đó chính là cơ gấp cổ tay trụ. Trên đường đi thì các em thấy đi kèm với động mạch trụ ta có một dây thần kinh đi kèm với nó. Đấy chính là dây thần kinh trụ và dây thần kinh trụ nó sẽ đi ở phía trong của động mạch. Nó sẽ đi ở phía trong của động mạch. Định hướng của động mạch trụ là như thế nào? Đó là một đường kẻ từ mỏm trên lồi cổ trong, tức là từ chỗ này cho tới bờ ngoài xương đầu, nó còn một xương ở vùng cổ tay gọi là xương đầu ở đây. Tức là các em kẻ một cái đường thẳng từ mỏm trên lồi cổ trong cho tới bờ ngoài xương đầu là đường thẳng, là một cái đường đối chiếu của động mạch trụ khi đối chiếu lên trên trên da, trên da. Về liên quan thì như thế nào? Cái này liên quan thứ nhất là liên quan ở phần ba trên của cẳng tay này, tức là một ba trên này. Thì ở một phần ba trên nào liên quan với cái gì? Ở một phần ba trên thì động mạch nằm sâu và sau của cơ sấp tròn, cơ gấp cổ tay quay, cơ gang tay dài, cơ gấp cẳng ngón tay nóng. Hay là tóm lại như thế nào? Ở vùng một phần ba trên của vùng cẳng tay thì động mạch trụ nó nằm giữa hai cái lớp của vùng cẳng tay trước, đó là giữa lớp nóng và lớp giữa ở nóng và lớp sâu ở phía phía sau. Ở đoạn này thì các em thấy thần kinh giữa nó nằm ở phía trong của động mạch đây, thì thần kinh giữa khi chạy xuống thì nó nằm ở phía trong của động mạch, sau đó nó bắt chéo phía trước của động mạch, nó bắt chéo phía trước của động mạch và được ngăn cách bởi một cái đầu gọi là đầu trụ của cơ sấp tròn, là cái này. Chắc được không? Đấy là động mạch trụ này, đây là dây thần kinh giữa. Dây thần kinh giữa lúc đầu thì nằm ở phía trong của động mạch, sau đó đi xuống dưới thì bắt chéo phía trước động mạch đi ra ngoài và hai cái thành phần này ngăn cách nhau bởi đầu trụ của cơ sấp tròn, là cái mà các em thấy ở đây. Và thứ hai là liên quan ở 2/3 dưới của vùng cẳng tay. Ở 2/3 dưới vùng cẳng tay này thì động mạch trụ nó nằm trước của cơ gấp cẳng ngón tay sâu, đây là cơ gấp ngón tay sâu các em thấy đây, và giữa cơ gấp cổ tay trụ ở phía trong người ta đã cắt đi rồi và cơ gấp ngón tay nóng ở ngoài người ta đã cắt đi cho các em thấy động mạch trụ. Trong đó thần kinh trụ nằm dọc theo bờ trong ở 2/3 dưới của động mạch trụ, tức là các em thấy cái sợi dây màu vàng chạy dọc ở 2/3 dưới đó và chính là dây thần kinh trụ. Ở vùng cổ tay thì động mạch chạy trước mạng dưới gân gấp ở phía ngoài xương đầu để đi xuống bàn tay đây, đấy chính là xương đầu thì các em thấy không, nó chạy ở phía ngoài xương đầu gồm có động mạch trụ và thần kinh trụ để đi vào bàn tay. Như vậy ở trên lâm sàng các động mạch các em có thể bắt được động mạch gì của động mạch phía trên này? Thứ nhất các em có thể bắt được động mạch cẳng tay ở trong trận gì đầu trong. Cái thứ hai các em có thể bắt được động mạch quay ở 1/3 trước đầu dưới của xương quay. Cái thứ hai, cái thứ ba các em có thể bắt được động mạch quay ở trong họng lao giải phẫu. Còn động mạch trụ thì các em còn không thể bắt được, mặc dù nó chạy ở trước mạc dự gân gân gấp nhưng mà ta có một cái trẻ gân nó bóp phủ ở phía trước cho nên thông thường rất khó bắt động mạch trụ. Về phân nhánh thì động mạch trụ này nó chia làm năm nhánh. Thứ nhất là động mạch quặng ngược trụ đây, từ động mạch trụ cho nhánh đi lên gọi là động mạch quặng ngược trụ. Động mạch quặng ngược trụ này nó cho hai cái nhánh bên, đó là động mạch quặng ngược trụ trước và động mạch quặng ngược trụ sau để góp phần tạo nên màng mạch xuất huyệt đây. Các anh thấy động mạch quặng ngược trụ trước tức là nhánh trước đấy, sau gọi là động mạch quặng ngược trụ sau chạy sau mỏm trên lồi cổ trong và nối về động mạch bên trụ trên, đấy là vòng nối ở mỏm trên lồi cổ trong khi nãy mình đã đề cập. Cái thứ hai là từ cái động mạch trụ này nó cho một nhánh đi ra gọi là động mạch giáng cục chung.
Từ động mạch giáng cục chúng này là cho ra hai nhánh, ba nhánh chính. Thứ nhất là động mạch giáng cục trước đi phía trước mang giáng cục. Thứ hai là động mạch giáng cục sau, các em thấy không? Nó chạy vòng lưu phía sau của mang giáng cục. Và thứ ba, một nhánh quạt ngược lên trên. Ở đây người ta đã che phủ đi rồi, các em thấy được. Gọi là động mạch quạt ngược giáng cục chạy ra sau lên trên và nối về động mạch bên giữa, tạo nên vòng nối ở phía sau một trên lưng cục ngoài. Nhánh thứ ba đó là cục tương tự như động mạch quái vậy. Động mạch trụ này cũng có các nhánh gán cổ tay, các nhánh mu cổ tay để góp phần tạo nên màng mạch ở vùng cổ tay này. Đặc biệt động mạch quái này, xin lỗi, động mạch trụ này nó cho một nhánh gọi là nhánh gán tay sâu nối với nhánh cung của động mạch quay, tạo nên một cung động mạch gọi là cung động mạch gắn tay sâu ở vùng bàn tay này. Cái này cung động mạch này gọi là cung động mạch gắn tay sâu, và cung này gọi là cung động mạch gắn tay nông ở vùng bàn tay. Đấy chính là gắn nhánh gắn tay sâu của động mạch trụ đây. Ví dụ vùng bàn tay khi mà có hai cái cung động mạch chính, đó là cung động mạch gắn tay nông và cung động mạch gắn tay sâu. Các thể cung động mạch gắn tay nông là một cung động mạch được tạo bởi gì? Nó tạo bởi nhánh tầng của động mạch trụ. Đây, nó tạo bởi nhánh tầng của động mạch trụ nối với nhánh gắn tay nông của động mạch quay đi xuống, tạo đến cung động mạch gắn tay nông. Đường đi của nó như thế nào? Các thể này, nhánh tầng của động mạch trụ tức là đây, tức là nhánh lớn của các thể đây, sẽ đi vào gắn tay và chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất là đoạn này người ta gọi là đoạn chết. Đoạn chết này kẻ theo một đường thẳng nối từ bờ ngoài xuống đầu cho đến kẻ giữa của ngón 3 ngón 4, tức là một đường thẳng kẻ như thế này. Và thứ hai cái đoạn này người ta gọi là đoạn ngang, chạy dọc theo cái đường kẻ có bờ dưới ngón cái, khi ngón cái dàn ra một cách tối đa, tức là ngón cái gần khoảng 90 độ, gọi là đường ngang. Và trên lâm sàng các em có thể vẽ được đường đi của cái động mạch trụ, tức là nhánh tầng của động mạch trụ ở trên giá của bàn tay như vậy. Cái thứ hai là nhánh gắn tay nông của động mạch quay, tức là nhánh này nó sẽ đi xuyên qua ổ mô cái đi vào bàn tay và góp phần tạo cung động mạch gắn tay nông. Khi phấn nhánh, khi từ cung động mạch gắn tay nông này, cái này nó sẽ cho các nhánh này gọi là các nhánh gắn ngón chung để đi vào bàn tay. Sau đó từ gặp nhánh gắn ngón chúng này, nó sẽ cho cặp động mạch gắn ngón riêng và đi vào kẽ giữa của cả ngón tay của ba ngón rưỡi tay ở bên trong. Những nhánh này gọi là động mạch gắn ngón chúng, và những nhánh đi ở kẽ hai bờ bên của ngón tay gọi là động mạch gắn ngón riêng. Đó là cung động mạch gắn tay nông. Cái thứ hai là cung động mạch gắn tay sâu. Cung động mạch gắn tay sâu là một cung động mạch do nhánh gắn tay sâu của động mạch trụ nối với nhánh tầng của động mạch quay tạo nên. Như vậy các em thấy nhánh gắn tay sâu của động mạch trụ là đây, nối với nhánh tầng của động mạch quay tạo nên cung động mạch gắn tay sâu. Thì cung động mạch gắn tay sâu tương tự như vậy, nó cũng cho các nhánh, và những nhánh này nó có chức năng cấp máu cho vùng bàn tay, đặc biệt là vùng ngón tay. Cho những nhánh gì? Thứ nhất nó cho một nhánh đi về ngón cái, gọi là động mạch ngón cái chính. Thứ hai là động mạch chạy ở bên ngoài của ngón trỏ, gọi là động mạch quấy ngón trỏ. Thứ ba là từ động mạch cúng động mạch gắn tới sâu này, nó cho các động mạch gắn được ba tay và sẽ cho các nhánh đổ vào ba động mạch ngón cái chung. Nó sẽ cho các nhánh đổ vào ba động mạch ngón cái chung. Như vậy các em thấy ở trên lâm sàng, động mạch ngón cái là một động mạch rất là lớn. Cho nên khi các em bắt mạch không được dùng ngón cái để bắt mạch, mà phải dùng kẻ, phải dùng đầu ngón của cái ngón 2, 3 và 4. Bởi vì sao? Bởi vì khi các em dùng ngón cái bắt mạch thì đôi khi mình sẽ bắt nhầm giữa mạch của mình và mạch của bệnh nhân. Bởi vì cái mạch máu của ngón cái rất là lớn. Về hệ thống tĩnh mạch tiếp trên, thì tĩnh mạch phía trên là có hai cái hệ thống tĩnh mạch lớn, đó là tĩnh mạch sâu và tĩnh mạch nông. Đối với tĩnh mạch sâu thì sẽ đi chung và cùng tên với các động mạch,
như là động mạch quay thì có tĩnh mạch quay, động mạch trụ thì có tĩnh mạch trụ, động mạch cánh tay thì có tĩnh mạch cánh tay, vân vân. Và mỗi động mạch có hai cái tĩnh mạch đi kèm, trừ ở nách chỉ có một tĩnh mạch, chỉ có một tĩnh mạch nách. Tĩnh mạch nách thì được tạo bởi cái gì? Được tạo bởi tĩnh mạch nền và hai tĩnh mạch cánh tay hợp lại tạo nên ở bờ dưới vùng cơ tròn lớn, ở bờ dưới cơ tròn lớn. À, các chú ý, mỗi động mạch sẽ có hai tĩnh mạch đi kèm ngoài trừ tĩnh mạch nách ra. Cái thứ hai là hệ thống tĩnh mạch nông. Hệ thống tĩnh mạch nông này mình có cái chú ý cho mình, đó là những cái màng tĩnh mạch nông ở ngay dưới da và không đi kèm với động mạch. Xuất phát từ chỗ nào? Xuất phát từ cung tĩnh mạch mu tay và nó gồm các nhánh chính. Trong đó các anh chị chú ý cho mình có hai cái tĩnh mạch. Các chú ý cho mình chỉ có ba cái tĩnh mạch, các em cần biết. Thứ nhất đó là tĩnh mạch nền. Đây, tĩnh mạch này người ta gọi là tĩnh mạch nền. Đó, tĩnh mạch nền này nó nhận máu từ các tĩnh mạch của vùng mu tay, sau đó đi dọc lên theo cái cạnh ngoài của vùng cẳng tay đến đến vùng khuỷu, thì ở trước một trên lồng cổ trống và đi lên vùng cẳng tay. Đấy chính là tĩnh mạch nền. Cái thứ hai cái em đó, đó là tĩnh mạch giữa cẳng tay. Tĩnh mạch giữa cẳng tay này tức là tĩnh mạch số 5 để em thấy đó, là bắt nguồn từ đạm của tĩnh mạch của vùng cẳng tay phần nông, sau đó nó đi lên giữa cẳng tay. Khi đi lên giữa cẳng tay thì nó đổ vào nó chỉ làm hai cái tĩnh mạch, đó là tĩnh mạch giữa nền và tĩnh mạch giữa nông. À, tĩnh mạch giữa cẳng tay đi lên đổ vào hai tĩnh mạch, đó là tĩnh mạch giữa nền đi về phía tĩnh mạch nền và tĩnh mạch giữa đầu đi về phía tĩnh mạch đầu. Và thêm một tĩnh mạch các em cần phải chú ý nữa, đó là tĩnh mạch đầu, tức là tĩnh mạch phía bên ngoài này. Đây, tĩnh mạch này người ta gọi là tĩnh mạch đầu. Tĩnh mạch đầu này tương tự như vậy, nó cùng nhận nhà máu từ cả tĩnh mạch của vùng mu tay bên dưới và đi lên ở bờ quai cổ tay. Đây, nó nhận máu đi lên dọc theo bờ quai cổ tay, sau đó đi lên vùng khuỷu, thì nó sẽ đi qua vùng khuỷu trước và đi vào vùng cẳng tay ở phía trên. Và trên đường đi, ngoài tĩnh mạch đầu ra, ngoài tĩnh mạch nền, ngoài tĩnh mạch giữa cẳng tay ra, thì mình có nhiều tĩnh mạch tán chéo chằm chịt với nhau tạo nên một màng tĩnh mạch nông ở vùng chi trên. Đó, cái bài đó là toàn bộ hệ thống mạch máu chi trên, các em cần phải biết. Các em nghĩ sĩ nó học cái dưới hay là học cái dưới luôn? Bạn đã có thắc mắc gì không? Cái nghỉ sĩ khoảng 3:10 là mình vô học mạch máu của chi dưới ha.